vào ra bắc cung na, đôi sứ vào ra đồn rằng quan hoàng bảy bảo à ngài tôi lì. Đêm xuân ngoan cánh vươn vào giữa đêm xuân ngoan cánh vươn đào vầng trăng sáng nê phát tiết ba sao mây giữa trời đến bảo hà là nơi thánh nghe tích ông bảy hoàng ngài thực đích nghi chung nghi quân lục lục sinh đời làm tướng chung ngộ thần mình đúc sinh sinh thời làm tướng chúc chúc nghi thần mãn nung nung nghi thổ trai sơn dân quỳ hàng đầu lập lập công công đầu mộc 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 bàn cái nhà thế quyết quyết trừ loài tiếp tiếp loài ác chế hại dân đi qua hoàng này đi qua đỉnh núi non thần
sóng nghe tim bạc ngộp. Đèn pha lê khay vân mộng chen nổ phách các cô pha trà. Các cô pha trà liên từ tâm chuông tre nô lòng lòng mây hồ quần quần tiên chuông chuông nghi chén trà ô lòng tay cô nâng nâng bình gặp gặp các bạn tiền giờ giờ mời ông chén trà thiên nhiên thuộc kim bàn trà ô lòng ông bảy yên thường kim bàn mẫu đơn dừng trà nóng đỉnh lúc lúc thư nhàn hoàng huyền ra vui ý. Ba chén khuyên tời hình ngương anh vị ngọt bùi kỳ tân tân a thần ngọt bùi kỳ tơm khói tỏa ngút
ngút trời mây. Say phu say thơ ông bảy ngồi say dễ
thấp thấp nhị nàng tiên cô là việc ấy mau mau sửa sang ra bà ông bắt cô pha trà tập thế là cửa ý ông bấy gật đầu cô ối ba cổ móc tiêm chuôi bằng vàng tay cô gầy đàn múa ấm
Đừng anh mình ông bảy soi đời.
tâm thời tôi phải mang. Nơi trời ở khắp bốn phương chứng tâm mà đã mất ông cho đường thoát ni thân. Đã lên lưng cầm cân này mực lấy chữ tội chữ phúc và cân. Đừng mời ai khoe ta đã tròn vẹn muôn phần chữ đức mà đã kém ông bảy cân sao cho bằng. Có gì ông có hoa tông
manh cứu vạn chiều manh manh đợi chờ. Sông sông mà chảy nâng kiều vạn bàn sách ông bày đợi chờ mỗi chi. Mán hội đồng lệnh hoang bảy sai thổ mán hội đồng cùng mình đơn giúp bảy hồ mẹ tu đối việc hoa thành ra